Ngày 28 tháng 2, bạn thuộc về Chúa. Bạn không phải là những gì bạn đã thực hiện được, mặc dù bạn làm được rất nhiều điều. Bạn không phải là những gì bạn đã tập hợp được về tình bạn và các mối tương quan, mặc dù bạn có thể có nhiều tình bạn và nhiều mối tương quan. Bạn không phải là danh tiếng mà bạn đã nhận được. Bạn cũng không phải là sự thành công trong công việc của bạn. Bạn không phải là những gì mọi người nói về bạn, cho dù họ nói tốt hay họ nói chưa tốt về bạn. Tất cả những điều đó cứ làm cho bạn khá bận rộn, khá chiếm hữu và thường khá bận tâm. Nhưng tất cả những điều đó không nói lên sự thật về bạn là ai. Tôi ở đây nhân danh Chúa để nhắc bạn rằng bạn là con cái Thiên Chúa. Và Thiên Chúa đã nói với bạn rằng: Ta đã gọi tên con từ muôn thuở và đã khắc tên con trong lòng bàn tay ta. Con là của riêng ta, con thuộc về ta, và ta đã yêu con bằng mối tình muôn thuở.